ra mắt gói cước cá nhân hóa. Cụ thể, VN, Vinaphone cho ra mắt hai dòng sản phẩm được cá nhân hóa cho khách hàng đó là HOME và MOBILEDATA trong đó dòng HOME bao gồm nhóm sản phẩm HOME COMBO tích hợp Internet, truyền hình, di động cho gia đình và dòng MOBILEDATA gồm nhóm sản phẩm SMART và Mobile Data MI chuyên về data di động. Các nhóm sản phẩm này được tùy biến nội dung theo mục đích sử dụng của khách hàng như kết nối, giải trí, thể thao. GAME đáp ứng toàn trình nhu cầu giải trí cho mỗi cá nhân. Nhóm sản phẩm HOMECOMBO -E sẽ đóng gói các dịch vụ Internet, truyền hình, data, thoại, các dịch vụ gia tăng và có khả năng tùy biến nội dung phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. HOMECOMBO -E đạt băng thông Internet tiêu chuẩn quốc tế lên đến 90 Mbps, đường truyền ưu tiên lên đến 300 Mbps và dịch vụ truyền hình hỗ trợ chất lượng 4K ơn Ngoài ra, HOMECOMBO -E miễn phí đầy tờ chia sẻ và các cuộc gọi nội nhóm dành cho hộ gia đình 5 thành viên. HOMECOMBO -E bao gồm 5 gói cước HOME, tiết kiệm, HOME, kết nối, HOME, giải trí, HOME, thể thao, HOME, game có các đặc điểm tương ứng với tên gọi từng gói với giá cước chỉ từ 289.000 đồng trên tháng. Nhóm sản phẩm thứ hai là nhóm SMART chuyên về data di động sẽ tích hợp các dịch vụ, data dùng chung data cho video, thoại, SMS và dịch vụ nội dung đi kèm. trong sản phẩm SMART bao gồm 4 gói cước SMART, kết nối, SMART, giải trí, SMART, thể thao, SMART. Game cũng có các đặc điểm tương ứng với tên từng gói với giá cước từ 109.000 đồng trên tháng. Trong các gói cước của hai dòng sản phẩm này có SMART, kết nối và HOME, kết nối đều có dung lượng data và đường truyền ưu tiên cho các ứng dụng mạng xã hội phổ biến như Viber. Zalo. Trong khi đó, nhóm sản phẩm SMART, giải trí và HOME, giải trí sẽ cho phép người dùng thưởng thức các ứng dụng xem phim, nghe nhạc như FILM+, nhạc của tôi, Sing3, MyTVNet, với tốc độ cao và dung lượng lớn. Dành cho các game thủ, nhà mạng này cũng ra mắt Smart Game, Home Game miễn phí data và mở băng thông riêng cho các game phổ biến. VN, Vinaphone cho biết, cá nhân hóa là một trong những xu hướng sẽ có mặt trong hầu hết sản phẩm và dịch vụ mới của VN, Vinaphone trong giai đoạn tới đây. Nếu như các gói cước hiện nay trên thị trường đều đánh đồng và gộp chung mọi nhu cầu, chỉ phân hóa qua tốc độ, dung lượng, giá cước, các gói cước mới của Vinaphone sẽ được chuyên biệt với đầy tờ và đường truyền ưu tiên cho ứng dụng trên nội dung theo chọn lựa của khách hàng. Khôi Linh